Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung xin chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Như các anh các chị đã biết thì lấm Chicoderma có tác dụng rất lớn trong nông nghiệp trồng trọt. Hôm nay vật tư nông nghiệp Thùy Nhung sẽ nêu một số công dụng cơ bản của lấm Chicoderma như sau. Thì Chicoderma Bacillus thì nó sẽ giúp là tiêu diệt các loại lấm gây hại rễ. Thì những cái loại mà gây hại rễ thì nó sẽ gây chết cây, ví dụ như là chết rễ ở tiêu này, lở củ rễ ở cà phê, xì bù ở sầu riêng, thối rễ ở bơ, chết rút ở cà chua cũng như là ớt hoặc là các loại hoa như là hoa cúc, hoa thược dược. Sử dụng Chicoderma thì sẽ cải thiện được hầu hết các bệnh về rễ ở cây trồng. Lấm Chicoderma không chỉ có tác động vào cái khu vực rễ mà chúng còn giúp cải thiện sức đề kháng của cái bộ phận khác, diệt các loại lấm hại ở ngọn cây, lá, quả, hoa một cách gián tiếp. Lấm Chicoderma nó sẽ tiêu diệt các loại lấm hại và là bạn của các vi sinh vật có ích. Chúng sẽ hỗ trợ các vi sinh vật cố định đạm ở cây đậu, phân giải lân, các loại vi sinh vật tốt ở trong đất. Ngoài ra thì lấm Chicoderma còn giúp đẩy nhanh cái quá trình phân hủy trong quá trình ủ phân chuồng, phân xanh, phân cá và cũng sẽ giúp cái sản phẩm hữu cơ nó không có mùi hôi, giảm được rất là nhiều mùi hôi khi sử dụng ủ phân cá, phân chuồng các anh các chị nhé. Lấm Chicoderma cũng là một cái sản phẩm có rất nhiều cái sản phẩm vi sinh này. Ở trong những cái sản phẩm vi sinh hoặc là trong những cái sản phẩm hữu cơ như ở bên em thì nó có cái sản phẩm hạt bàng này, nó cũng được bổ sung Chicoderma này, hoặc là cái sản phẩm chuồn quế VIP nó cũng được bổ sung Chicoderma này để giúp chăm sóc cây, thì nó sẽ giúp tăng cái hiệu quả khi mà chăm bón cho cây trồng. Loại lấm này thì nó sẽ giúp tăng cường các vi sinh vật có lợi trong đất, giúp đất tơi xốp, diệt tuyến trùng hại rễ. Có thể nói thì cái lấm Chicoderma là cái khắc tinh của tuyến trùng và lấm bệnh ở rễ. Cũng từ đó mà nó kích thích cái bộ rễ của cây phát triển khỏe mạnh, giúp phục hồi cái bộ rễ được nhanh chóng, giúp cái bộ rễ đâm sâu và vươn xa để hút được cái dinh dưỡng. Ngoài ra thì nó sẽ giúp cân bằng cái hệ vi sinh ở trong đất nữa. Và nó cũng sẽ giúp cải tạo, làm tơi xốp đất và tăng cái độ phì nhiêu của đất. Nói nhiều và dài quá về cái tác dụng của Chicoderma Bacillus thì chắc là các bạn đã quên luôn rồi. Thì em có thể tóm tắt lại cái tác dụng của cái lấm Chicoderma Bacillus như sau. Thì nó sẽ là một cái dạng chế phẩm hỗn hợp gồm có hai loại lấm có lợi, đó là Chicoderma và Bacillus. Nó sẽ có tác dụng cơ bản chính là diệt lấm bệnh hại cây này, trừ tuyến trùng trong đất này, và là cái chế phẩm ủ rác thải hữu cơ này, phân chuồng này, phân cá này, phân xanh này, làm phân bón cho cây trồng. Ở đây thì em sẽ có một cái gói Chicoderma Bacillus này, nó sẽ là 1 ký. Và bên em đang gửi tới các bác chỉ có giá là 60.000 đồng 1 ký cộng phí ship nhé. Và với 10 ký trước là 20 ký, trước 20 ký một bao này là 20 ký bên em mới bao ship. Thì bây giờ là từ 10 ký là bên em đã bao ship rồi, chỉ với giá 600.000 đồng. Một video ngắn thì bên em vừa mới chia sẻ về cái công dụng tuyệt vời của cái dòng lấm Chicoderma Bacillus với cây trồng. Ai chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để vật tư nông nghiệp Thùy Nhung có động lực làm video ngắn tiếp theo nhé. Bác nào ủng hộ các sản phẩm ở bên em thì có thể liên hệ qua cái đầu số điện thoại có kèm Zalo là 0915 882 513. Bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị cùng các bác ở những cái video ngắn tiếp theo.